Em xin kính chào tất cả anh chị em, cô bác gần xa đã và đang xem kênh Thú Vui Cuộc Sống USC. Hôm nay em xin giới thiệu và chia sẻ đến tất cả anh chị em, cô bác về series trên các tờ tiền mang ý nghĩa gì. Để đi vào phần phân tích, em có một cái ví dụ nhỏ. Đây là cái tờ tiền mệnh giá 10 đô với số series là 2003-0901. Nếu như bao người bình thường khác thì đây cũng là cái tờ tiền mệnh giá 10 đồng thôi. Nhưng mà với các cái người mà đang sưu tập thì đây là một cái tờ tiền rất là được ưa thích và sẽ không bao giờ người ta xài. Vì con số 2003 là tượng trưng cho năm 2003, 09 là tượng trưng cho tháng 9, 01 là tượng trưng cho ngày 1 Tây. Đây là con cái tờ tiền có cái series mang đầy đủ năm tháng và ngày rất rõ ràng. Nên một khi mà quý vị mà có xài tiền thì nên lưu ý cái điểm series này. Nó không có nhất thiết là năm trước rồi tháng rồi ngày. Như em có một cái tờ tiền nữa. Đây là tờ tiền mệnh giá 100 đô với số series là 22111784. Thì con số 22 này là tượng trưng cho ngày, 11 là tượng trưng cho tháng 11, 1784 là tượng trưng cho năm 1784. Còn nói về tiền mà có ngày tháng đầy đủ thì mình không có nhất thiết là năm trước hay là tháng trước, miễn sao mà trên 8 con số này nó có hiện đầy đủ năm tháng và ngày thì đây là một trong những cái tờ tiền mà đáng được sưu tập, đáng được giữ lại. Với mệnh giá của những cái tờ tiền này thì có thể nhân lên gấp vài lần, vài chục lần hoặc là vài trăm lần, có khi cả ngàn lần. Và để em phân tích tiếp, nếu như chúng ta nhìn sơ qua nó không có ngày tháng năm giống như hai cái tờ tiền trước thì chúng ta có thể thấy đây là cái tờ tiền 5 đồng có số series là 4333325555. Đây là con số rất là đẹp mà quý vị có thể bán được lên tới 30-40 đồng, 50-60 đồng, có khi vài trăm đồng hoặc hơn. Nếu quý vị thấy những cái con số này thì nên lưu lại. Với chơi tiền thì người ta rất là thích, còn những người mà không có chơi thì nói đây là những cái tờ tiền bình thường. Để đi vào phần phân tích thứ hai, đây là cái tờ tiền mệnh giá 5 đồng với số series là có 4 con số cuối là con số 5. Đây là những cái tờ tiền cũng có giá trị rất là cao, hơn cái mệnh giá 5 đồng hiện tại khoảng 3 lần, 4 lần hoặc 5 lần, có khi hơn. Với cái tờ tiền này em đã bỏ ra 200 để mà sở hữu được cái tờ tiền có 4 con số 5 như thế này. Nếu quý vị xài tiền thì quý vị nên, việc đầu tiên là quý vị nên nhìn vào cái số series, miễn mà có những cái con số như 4 số 5, 4 số 1, 4 số 2 thì quý vị nên lưu giữ lại, bán hoặc là mình tặng cho bạn bè thì rất là tốt. Qua cái tờ tiền 5 đồng thứ 3, nếu như quý vị không có thấy được những cái tờ tiền mà có cái series như vậy thì quý vị cũng có thể là nhìn cái tờ, trên cái tờ tiền của quý vị có số gánh. Thường thường người ta nói số gánh là nó như thế này: 34 74 74 66. Đây là những cái con số rất là đẹp mà quý vị nên giữ lại.
Ngoài những cái yếu tố trên thì anh chị em cô bác mà có xem phim hay là có một cái từ nhỏ tới lớn mình có một cái sở thích về một cái con số nào đó thì mình cũng có thể giữ lại làm cái bộ sưu tập cho mình, để những cái lúc rảnh rỗi mình có thể là ngồi mình xem lại những tờ tiền đó, mang lại cái niềm vui cho bản thân. Như cá nhân em rất là thích xem cái bộ phim 007. Thì đây qua bao nhiêu ngày tháng thì em đã tìm được cái tờ tiền mang cái số series là 007. Nếu như quý vị may mắn hơn nữa thì quý vị sẽ gặp từ 5 con số tới 6 con số, hoặc là nguyên cái series này đều là một con số, thì cái đó là giá trị lên tới 10.000, 20.000, 30.000 hoặc là cao hơn nữa. Như cái tờ tiền 1 đô này đây có số series là 0111111119, có 6 con số 1. Đây là cái tờ tiền rất là đẹp mà chúng ta có thể chọn làm bộ sưu tập cho mình. Đây là những cái tờ tiền mà cơ bản nhất khi quý vị trước khi xài tiền thì quý vị nên nhìn vào cái số series của cái tờ tiền, nó có cái gì đặc biệt hay là khác những cái tờ tiền khác thì quý vị nên giữ lại. Cuối cùng em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Kính chúc anh chị em cô bác một ngày thật là an lành và hạnh phúc. Bye bye.